chính người. Chính người là điểm yếu của cơ thể này. Người sai rồi. Chính vì người mà cơ thể này đã chịu rất nhiều tổn thương. Ta sai á? Sai là do người. Vì người quá yếu đuối. Hôm nay sẽ bán người cho quỷ dữ. Để ta là một sức mạnh thâu tóm vũ trụ này. Cái gì? Ngươi định làm gì? Ngươi mà làm như thế á, thì cơ thể này sẽ bị ngươi hủy hoại. Đấy, không phải việc của ngươi. Từ bây giờ trở đi, cơ thể này nó sẽ là của ta. Vậy mà à, hãy đến đây lấy đi ngọn yếu đuối này và hãy cho ta sức mạnh. Anh Trung ơi, anh Trung ơi, anh làm sao đây anh Trung ơi? Anh Trung ơi! Sao anh nhìn em vô hồn thế? Anh bị làm sao à? Không ổn rồi. Hình như linh hồn của anh bị mất thì phải. Không ổn rồi. Mình chỉ nhìn thấy là nó quân thôi. Anh Trung, đi! Đi! Anh làm cái gì đây? Trung chuối, Na Cha. Na đóng quân ơi, anh Trung của con đang chờ. Anh Trung ơi, Na đóng quân ơi, anh trai của con như là một người khác đấy, không phải là anh trai của con nữa. Được, để ta xem. Na Cha, bình thường con người có hai bản tính. Đó là xấu xa và lương thiện, trung hòa lại với nhau. Nhưng hiện tại, ta chỉ nhìn thấy bản tính xấu xa của Trung Chuối thôi. Tại sao lại như vậy chứ ạ? Bây giờ, phải làm thế nào để cứu anh trai của con? Phép thuật này, chỉ có một kẻ làm được. Đó là Ma Kha. Ma Kha, hắn trở lại rồi sao? Ma Kha? Ma Kha là ai? Tại sao lại muốn hại anh trai con? Ma Kha là một tên ác quỷ chuyên đi lấy bản tính lương thiện của con người để ai cũng xấu như hắn. Na Cha, để ta phong ấn Trung Chuối lại. Anh ơi, thế ạ? Hãy đi tìm Ma Kha để lấy lại bản tính lương thiện cho Trung Chuối. Nếu không, sau 7749 ngày, bản tính đó sẽ bị tan biến. Anh ơi, cố đợi em nhé. Hồng Nhi, Hồng Nhi, ôi, cậu đánh tránh bí của tớ đúng không? Đúng chưa? Không phải. Này, bình tĩnh nghe tớ nói nhá. Có chuyện lớn rồi, giúp tớ đi. Cậu thì có chuyện gì ngoài chuyện cướp bim của tớ? Không phải đâu. Anh Trung nhà tớ đã bị Ma Kha lấy mất bản tính lương thiện rồi. Thế thì liên quan gì đến tớ? Cậu định nhờ tớ đi đánh Ma Kha à? Đúng vậy. Tên Ma Kha rất là mạnh. Tớ e là một mình tớ đi không đủ sức cậu ạ. Thế là đến nhờ vả đúng không? Nhờ vả thì được, nhưng mà đợi tớ ăn hết bim bim đã nhá. Ôi, để đến chiều phải ăn. Cậu ăn nữa, người cậu tròn như cái lu rồi đấy. Bây giờ cậu kia người béo đúng không? Không gì nữa. À thôi, à bây giờ con dai ấy, nó chỉ thích cái mũm mĩm thôi. Thích cái mũm mĩm thôi. Cái mũm mĩm thôi. Hay à? Dạ. Này, như gì Vương? Tại sao ngươi bị bắt ở đây vậy? Ta không biết. Tự dưng ta đi gặm cỏ, xong rồi trời tối đen kịt, đầu ta đau như búa bổ. Quỳnh cái ta bị vào đây. Ồ, thế á? Ta thì bị cái tính cách xấu của ta nó bán vào đây. Mà sừng ngươi đâu? Sừng á? Chỉ có thằng xấu mới có rồi. Còn tính cách tốt của ta không bị mọc sừng. Ô nè, ngươi bị nhốt trước ta, ngươi cách nào thoát ra khỏi đây không? Cách gì á? Ê, ta có cách rồi, răng ta rất là sắc, gặp cỏ đứt luôn. Ta thử gặp song sắt xem nào. Gặp đi. Mạnh lên, cứ nghĩ nó là cây cỏ ấy. Gặp mình. Ông này, sao đấy? Chịu, không thoát ở đâu, gãy răng rồi. Bị bắt vào trong này, vẫn còn tâm sự được cơ à? Ngưu Nhị Vương sẽ bắt người đem đi bán trước.
Này, sợ ôi sao lại thế? Thằng này béo tốt hơn, bạn nó trước đi. Có này bạn đây, hả? Sao đây là bản tính tốt của bạn? Sao mình vẫn thấy nó bẩn tính thế? Không, nó vẫn có một tí sợ. Nếu thì mà. Này, tên này bẩn tính, bạn ánh chưa đi? Bẩn tính đừng bán. Cứ bình tĩnh, ai rồi cũng sẽ bị bán mà thôi. Đi theo ta. Rồi, đây là sao đến lượt mình rồi. Hà Tiêu sao? Mai không đến cứu mình nhỉ? Từ nãy nó gọi mình cơ mà. Hà Tiêu ơi, Hà Tiêu. Hà chào ơi, chỗ này rộng như thế này, biết tìm ở đâu? Tớ đánh hơi xem nào. Ai hốt mà. Ơ, Y Nhi ơi, hả? Kia chẳng phải là anh Ngưu nhà cậu à? Đi thì đi, sợ gì? Nhanh chân lên. Đúng anh Ngưu nhà tớ rồi mà. Nhưng mà sừng đâu nhỉ? Ờ. Nghe xem đi. Nhanh cái chân lên. Không anh Ngưu, cứu anh. Cứu anh. Khoan, chuyện gì đã xảy ra? Này, đây là đệ tử của Ma Kha đấy. Hắn mạnh lắm, cẩn thận. Ma Kha. Không anh Nhi. Vậy đây chính là đức tính tốt cho người Nhi Dị Vương đấy. Tên kia, mau thả anh trai ta ra. Thấy chưa, ta đã bảo ngươi rồi. Em gái ta mà đến, ngươi còn mà toàn. Thả ta nhân ta đi đây. Có bản lĩnh, lại mà cứu. Ấy, không anh Nhi, cậu thấy chưa? Tớ rủ cậu đi là không có sai đâu. Cứu anh trai của cậu đi. Cứu được ấy, là có manh mối tìm anh Trung nhà tớ. Được. Tên kia, ngươi có thả anh trai ta ra không? Nó đi, mày đốn vậy nè. Nó tên kia, ngươi là đệ tử của Ma Kha mà chơi bẩn đấy. Này, Hồng Nhi, hắn chơi bẩn kìa. Xử hắn. Xử làm sao được, anh nhà tớ đang đứng trước kia kìa. Ê, Nghiêu Nhị Vương, tránh ra đi. Sao một lúc có sừng, ngươi thông minh thế? Mất sừng là mất sự thông minh à? Này, Na Cha, ngươi nói thì hay lắm. Ngươi xem vào đây, ngươi có làm được không? Thích thì ra đây đổi chỗ này. Ai hốt mà. Dám thách thức là cha này á? Sao đây, đi ra đây. Kia ông này, bỏ đây ra. Đấy, đi sang đây. Bỏ tay ra. Nhìn cho rõ này nhá. Đứng im đây. Người ta tránh ra như thế này. Đứng im. Người ta tránh ra như này đây. Ồ, né được đấy nhỉ. Ừ. Mà tiện thể đứng cạnh nó rồi. Khai lửa đi. Đúng rồi. Ừ nhá. Chị đừng khai lửa. Anh nhà ta đang ở đâu? Chị ta đi đâu? Mà Na Cha thông minh phết nhỉ? Ừ, thông minh cái gì? Là vô tình thôi, làm gì mà nghĩ được cách như thế? Vâng. Anh trai, em trông đứa kia. Đâu? Kia. Na Cha. Tưởng đánh ta mà dễ à? Người ta đánh ta. Na Cha, để tớ giúp cậu. Hắn biến mất rồi. Vậy thì làm sao mà biết được manh mối của anh Trung? Người theo. Sao thấy Nghiêu Nhị Vương? Biết chỗ Trung chuối mà. Ta vừa bắt ở đấy ra cùng. Ta dẫn đường cho. Trời ơi, thế mà không nói sớm. Làm đánh nhau. Mà cởi trói cho cái. Đi. Đi thôi anh Nghiêu. Thật tiêu cứu anh. Ơ, ở đây. Ở đây. Biết rồi, không phải với. Anh Trung chú. Cảm ơn mọi người nhá. Không có gì. Anh có sao không? Đúng rồi, Trung chú có sao không? Anh á, không sao. À, hả? Anh Nghiêu Nhị Vương ơi, trở về bản thể thôi. Không, chúng ta không về được đâu. Thật à? Đi. Vậy là các anh đã về nhà an toàn rồi đấy. Ừ. Mà này, hả? Tớ giúp xong rồi thì mua bim bim cho tớ đi. Vâng, kem. Bim bim. Cần chăm mát. Bim bim. Thôi thì đi. Ủa quá. Tớ cũng được ăn bim bim tiếp. Cần. Ăn nộm bim bim. Thôi, để đến chiều về ăn. Cậu ăn nữa, người cậu cũng tròn như cái lu rồi đấy. Thế là cậu kia người béo đúng không? Không gì nữa. À thôi. À bây giờ con dài ấy, nó chỉ thích cái mũm mĩm thôi. Hay nhở? Dạ. Giang à? Tiên. Ừ, rạp đi. Mạnh lên, cứ nghĩ nó là cây cỏ ấy. Rạp mạnh ấy.